Ew. Rồi, như vậy là mình đã check in rồi. Mình rất là happy với cái phòng này. Tươm tất gọn gàng, tối giản. Mình yêu thích, túm lại là mình happy. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn mà mình được người dân địa phương đây giới thiệu là nên thử, thử nha. Tại mình cũng chưa ăn bao giờ. Và đó là cái món muối kiến vàng. Nguyên một tổ luôn. Trứng con non, con già người ta sẽ giã với ớt. Xong rồi họ làm cái muối kiến vàng này. Và bây giờ mình thử nha. Nói là đã thấy thèm rồi. Ten. Ồ, nhầm. Đây. Đây là muối kiến đồng bào. À, người ta gọi là muối kiến đồng bào nha. Yeah. Có một cái chén nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mình đổ ra ít ha. À, và bây giờ ăn với xoài. Mời cả nhà ăn xoài chấm muối kiến và nghe lạ đúng không? Chưa ăn bao giờ. Chua. Nó có cái mùi đặc trưng mặn cay chua với lại cái mùi thơm của kiến ấy. Thường người Gia Lai là người ta sẽ ăn cái này với lại bò một nắng, nhưng mà ăn với xoài cũng ngon. À, một cái hũ này là 35.000. Nó cũng mặn mặn mọi người ạ. À, mình tưởng là nó phải nó hăng hăng mùi của con kiến vàng ấy, nhưng mà không, cay chứ, người ta giả ớt á, cay thơm, nó thơm, bây giờ nó thơm. Cay cay thơm của mùi kiến. Rất là ngon mọi người à. Bất ngờ luôn. Lần đầu tiên được ăn cái muối kiến vàng với xoài xanh. Rất là ngon. Quá bất ngờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong cái clip tiếp theo. Đón chờ những cái clip đi ăn uống đặc sản ở Gia Lai của mình nhé. Have a good day. Bye bye.